bùa chay với trái tim được đổi mới. Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta trở về với Ngài, là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Trên con đường nào khác và bằng cách nào khác ngoài con đường của trái tim và bằng cách xé lòng khi phán dạy chúng ta qua miệng ngôn sứ Gioan: các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay khóc lóc và thống thiết than van, đừng xé áo nhưng hãy xé lòng. Xé lòng là giải giới vũ khí hận thù bạo lực đang chiếm đóng con tim, là cởi bỏ khỏi tâm hồn những thiết bị của mưu mô ma mãnh, là tháo gỡ những mặt nạ giả hình khỏi cõi lòng kiêu hãnh ngạo mạn, là tẩy sạch trái tim khỏi những diêm dúa của xa hoa hưởng thụ. Vì hành trình trở về của người con thứ hoang đàng là hành trình của trái tim con thống hối tìm về trái tim cha bao dung nhân hậu. Và đường về của mỗi người chúng ta là đường về của trái tim con người tội lỗi tìm về yên nghỉ trong trái tim giàu lòng thương xót của Thiên Chúa. Nên không xé lòng, mở lòng, cởi lòng, trái tim ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, độc ác, bạo lực của chúng ta sẽ không bắt được tần sóng từ bi, nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương của trái tim người cha Thiên Chúa. Vì thế, để tiến bước bình an vào mùa chay hiệp hành, thiết tưởng không gì tốt hơn cho chúng ta là cùng nhìn vào con đường Thiên Chúa muốn chúng ta cùng đi với Ngài và với anh em, để thực thi sứ mạng của người Kitô hữu bằng đón nhận ánh sáng soi đường từ lời Chúa trong Kinh Thánh. Thứ nhất, trái tim là kho tàng lưu giữ, cất giấu mọi sự và là tổng hành dinh điều khiển mọi sinh hoạt. Kinh Thánh nói nhiều về trái tim, nơi tất cả tư tưởng xấu tốt, tính toán thiện ác, kế hoạch lợi hại được hình thành, như sách Sáng Thế khẳng định. Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người, và người buồn rầu trong lòng. Khẳng định điều này, Kinh Thánh cho chúng ta thấy lòng con người gian ác và tàn nhẫn đến độ không chỉ làm tan nát lòng con người mà còn có khả năng làm buồn, làm đau cả lòng Thiên Chúa. Kinh Thánh cũng nói đến trái tim như nơi phát xuất ý nghĩ, tình cảm, lời nói, việc làm xấu tốt của một người. Tin mừng Matthew đã ghi lại lời Đức Giêsu khi Ngài trách mắng những người Pharisêu giả hình để làm chứng điều này: loài rắn độc kia, xấu như các ngươi thì làm sao nói điều tốt được? Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình, kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Thứ hai, xé lòng là nhu cầu cấp bách ở người Kitô hữu. Vì trái tim chất chứa đủ thứ xấu tốt, đủ chuyện xa gần, thị phi có mà cao thượng cũng có, bất chính bất công có mà ngay lành thánh thiện cũng có, nên Chúa muốn chúng ta phải xé lòng để lọc lại và chọn ra những gì hợp với trái tim Ngài, đồng thời bỏ đi những gì trái ý Ngài. Bởi chúng ta không thể ở trong trái tim Thiên Chúa khi thần dữ đã gieo kín trong trái tim ta những hạt giống độc hại chết người, không thể hiệp nhất với Thiên Chúa khi lòng ta đã bị Satan xâm chiếm, như trường hợp anh Hanania và vợ là Sapphira được kể lại trong sách Công vụ Tông đồ. Vì khi lòng người đã hư đi, tức trở nên gian ác nham hiểm, thì không gì có thể chữa trị được. Quả thực, khi lương thiện nhìn vào tâm hồn, khi khiêm tốn và chân thành trải lòng trước mặt Chúa, chúng ta dễ dàng nhận ra tình trạng đáng thương của con tim mình và ý thức nhu cầu cấp bách phải xé lòng để gấp rút trở về với Đấng là tình yêu cứu độ. Không biết bạn thế nào, nhưng riêng người viết càng nhìn vào mình càng thấy trái tim mình hư hỏng rữa nát vì những căn bệnh nan y nguy hiểm, bệnh để lòng thù ghét người anh em, bệnh lòng thâm độc chỉ toan hại người,
bệnh lời lẽ mặn nồng mà lòng dạ xấu xa, bệnh lòng chống lại giao ước thánh, bệnh gian dối môi phỉnh phờ lòng một dạ hai, bệnh giả hình như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế, bệnh đam mê dục vọng làm mù lòa lương tâm lý trí, bệnh ngạo mạn kiêu căng quên cả Đức Chúa là Thiên Chúa của mình, bệnh chai đá vô cảm như Thiên Chúa Giave nói với ngôn sứ Ezekiel về nhà Israel: nhà Israel không muốn nghe lời ngươi bởi vì chúng không muốn nghe lời ta. Quả thật cả nhà Israel đều mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá. Hay với ngôn sứ Jeremia: chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa, chúng đã lùi chứ không tiến. Và từ miệng Đức Giêsu trước những người Pha-ri-siêu cứng lòng: chính vì các ông dạ chai đá nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Người viết còn thấy tim mình khép lại, đóng chặt như tim của Pha-ra-ô Ai Cập, nhất quyết không thả cho dân đi mặc dù Mô-sê đã nhọc công thuyết phục. Bên cạnh những căn bệnh thấy được, chẩn đoán được, còn nhiều căn bệnh tâm hồn khác cũng không kém nguy hiểm, và hậu quả là phải mang lấy tâm trạng sợ hãi sờn lòng, chán chường ngán ngẩm mọi người mọi sự, cũng như nỗi khổ tim héo hắt tựa hồ cỏ dập và ruột gan rối bời đứt đoạn, chưa kể mặc cảm tội lỗi có nguy cơ dẫn đến uất hận tự diệt như Giuđa đã thắt cổ tự vẫn vì trái tim không chịu nổi cơn đau tuyệt vọng. Thứ ba, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta trái tim mới, trái tim đơn sơ. Mục đích xé lòng của người Kitô hữu là loại bỏ những tế bào xấu, những khối u ác tính, những chất dơ làm độc để có một quả tim mới, một trái tim lành mạnh, như tâm hồn phải hủy bỏ những vũ khí đạn dược có mục đích tấn công tiêu diệt người khác, vứt bỏ những viên thuốc độc bọc đường nhằm hãm hại anh em, gạt bỏ những lớp áo vỏ bọc đạo đức thánh thiện để lừa người nhẹ dạ vào bẫy. Vì người Kitô hữu chúng ta muốn được Thiên Chúa đóng ấn tín trên chúng ta và đổ thần khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng, cũng như được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Ngôn sứ Ezekiel đã tuyên xứng lời hứa của Thiên Chúa với niềm hy vọng tràn trề: ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Quả tim mới bằng thịt ấy chính là quả tim đơn sơ, thuần khiết và vô tội mà người có trái tim ấy luôn được Thiên Chúa gìn giữ để khỏi mắc vào cạm bẫy của thần dữ, như Thiên Chúa đã phán với vua Avimelech trong sách Sáng Thế: ta biết ngươi đã làm điều ấy với tấm lòng đơn sơ thuần khiết, và cũng chính ta đã ngăn cản ngươi khỏi mắc tội đối với ta. Thực vậy, người có trái tim đơn sơ sẽ không so đo phân bì bon chen nên rộng rãi quảng đại với mọi người. Có trái tim đơn sơ sẽ không ngoan cố cứng đầu, nhưng biết lắng nghe như vua Salomon đã xin Chúa ban cho một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái. Có trái tim đơn sơ sẽ không đố kỵ tị hiềm, nhưng yêu thương trọn vẹn và chân thành. Có trái tim đơn sơ sẽ không quan liêu khó tính, nhưng khiêm nhường hòa nhã, vui tươi, dễ thương, dễ gần. Có trái tim đơn sơ sẽ không tham lam ích kỷ, nhưng ngay thẳng liêm chính trung thành. Có trái tim đơn sơ sẽ không cầu kỳ khó khăn phức tạp, nhưng cởi mở ân cần tế nhị khôn ngoan. Có trái tim đơn sơ sẽ không quanh co lắt léo, đánh lận con đen, nhưng đơn giản, rõ ràng, chính xác. Có trái tim đơn sơ sẽ không lơ mơ lấp lửng, suy diễn linh tinh, mông lung phỏng đoán, dẫn đến lừa dối lầm lạc. Có trái tim đơn sơ sẽ thanh thản bình an như bồ câu hòa bình,
là hình ảnh Đức Giêsu đã dùng để răn dạy: anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Và quả thực, càng đơn sơ, người ta càng khôn ngoan, vì khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa chính là trở nên đơn sơ như trẻ nhỏ, vì nước trời là của những ai đơn sơ như chúng. Đàn khác, nếu chú tâm lắng nghe bài giảng tám mối phúc thật của Đức Giêsu, chúng ta sẽ thấy những con người được Thiên Chúa hứa ban nước trời, hứa ban phần thưởng thiên đàng, hứa cho thỏa lòng mong ước, hứa cho nhìn thấy Thiên Chúa, hứa được Thiên Chúa ủi an, đều là những người có trái tim đơn sơ. Họ không khúc mắc quỷ quyệt, không rắc rối mưu mô, không lầy lội yêu sách, không bon chen giành giật. Vì đơn sơ, họ mới có thể nghèo khó mà không chu chéo trời, ca thán trách móc người. Vì đơn sơ, họ mới có thể hiền lành trong sạch. Vì đơn sơ, họ mới yêu mến đời công chính và xây dựng hòa bình. Vì đơn sơ, họ mới vui lòng nhận về mình mọi thiệt thòi vu khống xỉ và bách hại, mà không hằn học căm phẫn. Hơn thế nữa, khi sống mùa chay, chỉ người có trái tim đơn sơ của trẻ nhỏ, vì không tìm vinh quang bản thân, mới có thể kín đáo ẩn danh làm từ thiện, mà không khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Chỉ người có quả tim đơn sơ sống tinh thần phó thác vào Thiên Chúa, như con thơ trước cha hiền, mới có thể vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện, mà không giang chân giang tay lớn tiếng đọc kinh trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Chỉ người có tấm lòng đơn sơ của người đàn bà bị bệnh băng huyết lâu năm, đã kín đáo sờ vào gấu áo Đức Giêsu, mới có thể ăn chay theo lời chỉ dạy của Đức Giêsu. Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Còn anh khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và trên đường mùa chay hiệp hành, với trái tim đơn sơ hết lòng hết dạ, cùng đi tìm Thiên Chúa với anh em, trái tim đơn sơ luôn ý thức ơn gọi của mình là trở nên một với mọi người trong Đức Giêsu, là hiệp thông, hiệp nhất, đồng tâm nhất trí với nhau cho sứ mạng chung của giáo hội. Nhất là với trái tim đã được đổi mới, trở nên đơn sơ vì được chạm vào trái tim Thiên Chúa và được Ngài cảm hóa. Trái tim được tình yêu Thiên Chúa mở ra, như Thiên Chúa đã mở lòng bà Lydia quê ở Thyatira, và trái tim được tay Ngài dìu dắt trở về, như vòng tay ôm rộng lượng bao dung của người cha nhân hậu. Chúng ta mới có thể hiệp thông, đồng hành và cộng tác với nhau như những chi thể của một thân thể duy nhất, là thân thể mầu nhiệm Đức Giêsu, là giáo hội, trên cùng một con đường yêu thương, cùng một sứ mạng phụng sự Thiên Chúa và phục vụ mọi người. Bởi tất cả chúng ta được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng, vì chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Tóm lại, không được Thiên Chúa đổi mới con tim để đối thoại đơn sơ chân thành, để chia sẻ đơn sơ hết lòng, để cộng tác đơn sơ thật lòng, để đồng hành đơn sơ một dạ một lòng, để ở với nhau bằng mặt bằng lòng, nhất là để yêu thương phục vụ và chịu đựng nhau với tất cả tấm lòng, thì công cuộc hiệp hành của giáo hội, cho dù được chuẩn bị chu đáo đến đâu, được tổ chức hoành tráng tốn kém cỡ nào, cũng sẽ không mang lại kết quả như lòng Chúa mong ước. Vì chúng ta đi lệch đường của trái tim và không dám xé lòng mình là điều kiện để được Thiên Chúa đổi mới bằng ơn Thánh Thần. Trở về với gia đình.
thứ với chúng ta. Này lòng người ơi, hãy thu hết lỗi lầm trước thánh nhà. Hãy xé lòng đừng xé áo, hãy trở về về với gia đê. Hãy xé lòng đừng xé áo, hãy trở về về với gia đê. Hãy xé lòng đừng xé áo, hãy trở về về với gia đê, vì người từ bi yêu thương và tha thứ với chúng ta. Hãy xé lòng đừng xé áo, hãy trở về về với gia đê. Hãy xé lòng đừng xé áo, hãy trở về về với gia đê, vì người từ bi yêu thương và tha thứ với